bà. À, dạ, mời bà uống nước. Bà, vậy là bà về thiệt rồi hả? Thì tôi về đây có gì đâu mà chị bất ngờ nhiều quá vậy. Dạ không. À, là vì tôi thấy bà đi rồi tưởng bà định cư ở bển luôn, không có bao giờ về nữa. Con gái tôi ở đây, làm sao mà tôi không về được? Hôm nay tôi về đây để tìm con bé. Dạ, bữa nay cô chủ được nghỉ học còn ngủ ở trên lầu á, để tôi lên tôi kêu cổ xuống. Không cần đâu, Dạ. bà ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi bà trước khi tôi gặp con bé. Dạ. À, có chuyện gì bà cứ nói thôi bà. Lần này tôi về là muốn đưa con bé sang đó với tôi Là đi du lịch đó hả? ở luôn. Ở luôn. Không được đâu, không được đâu bà ơi. Tại vì chuyện này là phải hỏi lại ý kiến của ông chủ. Cô chủ đối với ông là cành vàng lá ngọc, ông không có cho đi đâu dù bước ra khỏi nhà một bước nữa đó. Không được đâu bà ơi. Chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của tôi. Vì muốn con gái của tôi có một cuộc sống tốt, sự phát triển tốt hơn, tôi phải đưa con gái sang đó. Chứ không thể để cho con bé suốt ngày lêu lổng với đám bạn như vậy hoài được. Bà ơi, chuyện gì thì tôi không biết, chứ cái chuyện này khó lắm, ông chủ không có chấp nhận đâu. Lại là ổng. Chính ổng là người đã chia cách mẹ con tôi bao nhiêu năm qua. Ổng mới dùng mọi thủ đoạn để giành giật lấy con bé. Bà ơi, xin bà cẩn trọng lời nói, tôi sợ cô chủ nghe được đó. Nghe thì sao chứ, tôi muốn con bé nghe được một lần, biết được một lần, để nghĩ không phải là mẹ nó bỏ nó, mà chính cha nó là người đã chia cách mẹ con tôi. Bà, nhưng mà ông chủ cũng có nỗi khổ riêng của ổng mà. Nỗi khổ? Nỗi khổ thì sao? Có phải là một người đàn ông đã có vợ có con còn đi ngoại tình với người đàn bà tên Mỹ đó không? Cũng vì lý do đó mà tôi phải sống xa con tôi. Bà, Bây giờ tôi khác rồi, tôi không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Tôi về đây là để đưa con bé đi theo tôi. bà ơi, nhưng mà bây giờ cô quanh cổ lớn rồi, mình làm việc gì mình cũng phải hỏi ý kiến của cổ chứ bà. Trước khi tôi về đây, tôi bước vào căn nhà này, tôi đã tìm được nhiều lý do bất lợi cho con gái của mình. Bà coi đi, rồi bà giải thích làm sao. Dạ. Dạ thưa bà, cái chuyện này nó dài lắm thưa bà. Nó dài lắm. Chuyện dài rồi có thể làm bậy sao? Có thể làm hợp đồng với thầy giáo để giám sát con bé, để con bé không được gần bạn bè, nhất là những người bạn trai. Sống một cuộc sống như vậy thì còn gì gọi là sống hả? Dạ. Nhưng điều tệ hại nhất là thủ đoạn thuê thầy giáo để giám sát con gái của mình, để con bé không được sống tự do, phát triển theo ý mình muốn. Với những hành động đó, chị nghĩ tôi đủ lý do để đưa con gái mình theo tôi không hả? Bà ơi, bà ơi, bà ơi, ông chủ ai thì sợ ông, còn tôi thì không. Quanh thầy Khải, thầy Khải, cái gì mà sáng sớm tới đây la ó ông sòm vậy hả? Ở đây là trường ông có biết không? Cô chủ mất tích rồi. Cái gì? Nè thầy đọc đi. Trời, sao đồ ăn còn nguyên vậy trời? Vũ ơi, Vũ. Dạ, gì vậy cậu Tài? Con đã nói với Vũ rồi, tụi con mà muốn ăn á là tụi con sẽ gọi cho Vũ. À, tôi biết. Mà Vũ ăn gì chưa? Vũ thì ăn rồi. Sao vậy cậu? Sao để cơm canh còn nguyên vậy nè? Trời ơi, cái này là của cô chủ, cô không ăn miếng nào hết trơn. Là nãy giờ chưa ăn gì luôn.
À không, từ hôm qua tới giờ. Hôm qua? Vũ. À, Vũ làm ơn, Vũ nên năn nỉ cô chủ ăn giùm con đi chú, chứ không là con tiêu á. Hoặc là Vũ nấu đại tô mì gói đem lên cũng được nữa. Tôi biết rồi, để tôi lên năn nỉ cô. Trời ơi, đồ ăn ngon quá trời nhưng mà không ăn. Con nhà giàu đúng là có khác. Không biết có thiêu chưa nữa. Cậu Tài ơi. Dạ. Cậu Tài chết rồi. Cô chủ đi mất tiêu rồi. Con muốn yên tĩnh một mình. Mọi người đừng tìm con nữa. Là đồng nghĩa với việc mình cũng sắp tiêu rồi. Tôi nghĩ là chuyện này có liên quan đến hợp đồng giữa thầy và ông chủ của tôi. Oanh biết hết rồi sao? Không những biết hết mà Oanh còn biết những chuyện không nên biết trong gia đình nữa. Nói chung là Oanh bây giờ đang chịu những cú sốc rất là lớn. Tôi mau đi kiếm Oanh đi. Ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Đi. Không được. Lên nói đi, đợi nãy giờ mà không nói là sao? Ôi, đi từ từ tôi kể với mắt gì căng. Nói chung là tôi gặp thầy Khải. À, sao chuyện của bà Oanh mà ông dắt thầy Khải ra làm gì? Liên quan gì đâu? Nhanh lên đi. Từ từ, có nghe người ta nói vậy tôi chưa kịp nói hết câu luôn á, nhảy vô miệng tôi nói là sao tôi nói? Lẹ lên đi nè. Rồi ông ơi. Thì á, nói chung là tôi gặp thầy Khải, xong tôi thấy thầy Khải đứng nói chuyện với người ta. Nói về cái chuyện gì mà Hoàng Anh đi đâu đó mất tiêu rồi, bây giờ đang kêu người đi kiếm. Trời ơi, sao cái tin này mà giờ ông có kể làm sao? Chết rồi. Thì tại vì tôi nghe nói là thầy Khải kêu người đi kiếm rồi, cho nên là tôi đâu có biết đâu. Tôi tưởng là Hoàng Anh nay đi học chứ. Ai về? Rồi sao? Tóm lại là giờ ông vẫn mất tích đúng không? Đại khái vậy á, tại thầy Khải cũng đâu mất tiêu luôn rồi. Giờ sao đây mọi người? Tóc của bé Oanh đen mà mướt, đẹp dữ lắm nè. Vũ ơi. Ừ? Mẹ con đâu rồi Vũ? À, mẹ của con đang đi làm ở xa lắm, chưa có về được. Sao mẹ con phải làm xa vậy Vũ? Con nhớ mẹ lắm. À, con à, con ngoan đi, rồi Vũ sẽ kêu mẹ làm việc nhanh nhanh đi rồi về với con nên con nghe. Ừ. Con ơi, con không chịu đâu. Vũ kêu mẹ con về với con đi. Bé Oanh ngoan nè. Vũ nói con nghe nghe. Bây giờ con cứ ở nhà ngoan ngoãn, ăn uống học hành vui vẻ, cái mình chờ ba đi công tác về đi. Con rồi ba con cùng tới chỗ của mẹ con có được không nè? Thôi con không chịu đâu, con bắt đền Vũ á. Vũ kêu mẹ con về với con đi mà Vũ.